Xin chào em. Hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi số 8 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 85. Đề bài như sau. Đơn vị của hiệu điện thế là gì? Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ nào? Đơn vị hiệu điện thế được ký hiệu bằng chữ U. Đơn vị của nó là volt. Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ nào? Chúng ta đo hiệu điện thế bằng dụng cụ là ampe kế. Và trên ampe kế thì có ký hiệu chữ V. Đấy, cái chữ V lớn in đậm ấy, thì đó chính là dụng cụ để đo hiệu điện thế. Cho chúng ta cùng đi trả lời. Đơn vị của hiệu điện thế là volt. Hiệu điện thế là volt. Và ký hiệu là chữ V. Dụng cụ để đo hiệu điện thế là volt kế. Dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế đó là volt kế.